Xin chào các bạn đến với kênh Xương Dòng Channel. Các bạn hãy click đăng ký và bấm chuông để theo dõi những clip mới nhất của chúng tôi về tiểu sử diễn viên ca sĩ Hồng Kông, phim TVB mới nhất dành cho các fan TVB nhé. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về nữ diễn viên Hoàng Kiều Ánh trong các phim của TVB như Mạnh Lệ Quân năm 2002, Thiên Long Bát Bộ năm 1997, Hồ Sơ Trinh Sát 2 năm 1997, Sư Tử Hà Đông năm 1996. Cô ấy là người tình duy nhất của Thiên Lạc Công Khai. Chúng ta tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của cô ấy sau khi rời TVB nhé. Các bạn nhớ bấm like và chia sẻ để ủng hộ kênh Xương Dòng Channel nhé. Hoàng Kiều Ánh tên tiếng Anh là Natalie Wong, sinh ngày 15 tháng 7 năm 1975 tại Hồng Kông thuộc Anh. Hoàng Kiều Ánh từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1994 và đoạt giải Hoa hậu ảnh. Lúc đó cô mới 19 tuổi và đang theo học tại trường Mary's Canossian College. Sau khi đoạt giải, người đẹp được TVB chú ý và đề nghị hợp tác. Cô liền tạm gác lại việc học chính thức trở thành một diễn viên truyền hình. Sự nghiệp diễn xuất của cô ở TVB bắt đầu từ đây. Từ trở thành những người giàu có nhất ở nhà được. Đúng rồi. Nè nè nè, hay là vậy đi. Tất cả không cần phải mua quà, thôi thì hùng tiền đãi nó một bữa, chịu chưa? Hả? Đồng ý. Đồng ý. Người cũng cần uống miếng trà gừng. Cô Trần có chuẩn bị thêm một phần để chàng rửa mặt thay đồ xong. Chúng ta sẽ cùng đem qua thỉnh an với hai ông bà. Hoàng Kiều Ánh tham gia bộ phim truyền hình Mạnh Lệ Quân năm 2002. Phim gồm 32 tập do TVB sản xuất. Hoàng Kiều Ánh trong vai Khoác Chân hay còn gọi là Quận Chúa. Ở tập 17, Khoác Chân kết hôn với Thiết Mộc Nhĩ do Mã Đức Chung đóng và trở thành hậu vi Thái tử Phi. Ở tập 21, khi Thiết Mộc Nhĩ lên ngôi hoàng đế, Khoác Chân trở thành hậu vi hoàng hậu. Hoàng Kiều Ánh là bạn gái duy nhất của Cổ Thiên Lạc sẵn sàng thừa nhận công khai. Họ gặp nhau và yêu nhau 7 năm khi cùng đóng phim truyền hình Tình Huống Hạnh Phúc Đâu Tự Có năm 1994 của TVB. Hoàng Kiều Ánh cũng là người duy nhất đến thời điểm này được Cổ Thiên Lạc công khai là người yêu trên các phương tiện truyền thông. Thời điểm đó, Cổ Thiên Lạc bị báo giới khui chuyện từng ở tù vì tội trộm cắp và hình ảnh bị tổn hại nghiêm trọng. Đà rơi xuống vực sâu nhưng Hoàng Kiều Ánh không bao giờ chịu bỏ cuộc. Hoàng Kiều Ánh đã an ủi và ủng hộ bạn trai, thậm chí còn từ bỏ việc diễn xuất vì bạn trai của cô, riêng Cổ Thiên Lạc, anh từng gây ấn tượng với lời thề dành cho tình yêu duy nhất của đời mình. Tôi muốn bảo vệ Hoàng Kiều Ánh cả cuộc đời. Tuy nhiên đến năm 2001, sau 7 năm mặn nồng, cả hai vẫn phải chia tay vì bất đồng quan điểm. Sau khi chia tay, diễn viên Thiên Long Bát Bộ 1997 vẫn dành nhiều lời khen ngợi cho bạn trai cũ. Anh ấy là người đàn ông tốt, Hoàng Kiều Ánh chia sẻ. Nói về lý do chia tay mối tình 7 năm, tài tử sinh năm 1997 không nói với sự thất vọng, công việc quá bận rộn và áp lực khiến chúng tôi thường xuyên cãi nhau, để tránh làm tổn thương hai bên, chúng tôi quyết định chia tay. Hậu chia tay, sự nghiệp của Cổ Thiên Lạc lên như diều gặp gió, trong khi bạn cũ lại dậm chân tại chỗ. Chán nản với nghề diễn, Hoàng Kiều Ánh rời xa làng giải trí và tập trung cho công việc bán mỹ phẩm. Theo Quy Quy, công việc kinh doanh giúp cô có nguồn thu nhập đáng kể để trang trải cuộc sống đắt đỏ ở Hồng Kông. Khi được hỏi về tình cũ trong một lần phỏng vấn, Cổ Thiên Lạc cho biết mối quan hệ này đã kết thúc, không nên nhắc tới vì sợ làm ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của cô. Nói về việc giúp đỡ Hoàng Kiều Ánh trong vấn đề tiền bạc, Dương Quá, đẹp trai nhất màn ảnh từ chối trả lời. Tuy nhiên, theo Quy Quy, nam diễn viên Hồng Kông vẫn ngầm hỗ trợ bạn gái về kinh tế khi cô gặp khó khăn. Từng có tin đồn, sau khi nữ diễn viên rời TVB phải đi bán mỹ phẩm, thiếu tiền tiêu xài nên đã mượn tiền tình cũ để trả nợ thẻ tín dụng. Nhiều năm qua, cuộc sống của Hoàng Kiều Ánh vẫn luôn là ẩn số với giới truyền thông. Cô ít khi cập nhật hình ảnh xung quanh cuộc sống bản thân trên trang cá nhân. Thi thoảng ngôi sao một thời xuất hiện tại các cuộc gặp mặt với hội bạn cũ nhưng luôn né tránh phóng viên. Gần đây, có chàng tin đăng một tấm ảnh của Hoàng Kiều Ánh chụp cùng với bạn bè. Chồng cô có vẻ đã tăng cân hơn trước, trên ngón tay xuất hiện nhẫn cưới, làm dấy lên đồn đoán Hoàng Kiều Ánh đã kết hôn. Trang Sina cũng đưa tin Hoàng Kiều Ánh vừa mới mở một thẩm mỹ viện và chính thức theo đuổi kinh doanh lĩnh vực làm đẹp. Còn về cuộc sống riêng, tình cũ của Cổ Thiên Lạc vẫn giữ im lặng, không tiết lộ với giới truyền thông.